Mình đang đứng ở cái chỗ này là cái bãi đậu xe của siêu thị Target ở quận Quincy. Cũng gần ở nhà lắm, ở bên nằm ở bên cạnh trạm xe điện màu đỏ North Quincy. Thì mình biết ngay cái vị trí này nè, qua mạc với mấy cái khu chung cư á, thường thường người ta bỏ gác ở đây tốt lắm, lúc nào cũng vậy á. Mình chạy tới đây là mình thường hay ghé tới ghé cái thùng gác này nè. Ở đây người ta bỏ cái ghế này ngon lắm nè. Cái ghế này ngon lắm nè. Có nhiều người người ta lụm có nhiều người người ta lụm để người ta đem về người ta treo lên mạng người ta bán á. Ở đây là cái hiệu của nó nè. Cái lý do mà người ta bỏ cái ghế này là tại vì ở đây nó có bụi, bụi bặm chứ nó không có bị hư gì hết á. Nhìn bánh xe đồ. Bàn ghế thảm đồ nè. Mấy cái này thấy gì chứ đồ tốt không mà. Tại vì ở bên cạnh cái khu chung cư này là cái khu chung cư cao cấp. Chung cư cao cấp mấy cái người mà giàu á. Cái tên của cái khu chung cư đó là Abbey á. Ở trong đây mình nhớ lúc trước mình cũng có thả một mấy cái em học sinh du học người Hà Nội nè, cũng ở đây nè. Chắc mình nghĩ ở Việt Nam mấy cái cháu đó cũng dạng con nhà khá giả đó. Lúc trước mình thả hai cái cháu học sinh du học á. Cái khu chung cư này là tên là cái khu The Abbey. Thì cứ mỗi lần mà mình thả khách ở trước Target này nè là mình hay ban qua đây lắm. Tại vì mình biết cái chỗ này là cái chỗ người ta dục gác ngon ngon không à. Cái bàn này á, cái bàn này nó sang lắm, nhưng mà người ta dục là tại vì ở trên đây dạng như nó dán băng keo xong rồi nó chóc á. Nó là bằng gỗ giấy á. Thì cái bàn này mình đi về mình đánh bóng, mình sơn phết, mình cải tạo lại mấy cái này. Mình đi vô vật liệu xây dựng á, mình mua xi măng plaster á, mấy cái loại mà mình chám tường á. Phết vô này nè, xong rồi nó khô lên mình lấy giấy nhám mình đánh. Cái này là cái bàn nè. Ta dục là do cái mặt này á, nó cái giấy á, nó dán á, nó chóc ra. Hàng này là hàng của China. Mình nhìn là mình biết hàng của China. Để mình lấy cái miếng gì mình quét cho mấy cái bụi này nó sạch xuống, mình ngồi mình thử coi nó có vừa ý không, để mình lụm cho mất công mà mình lụm về á. Nhiều khi mình ngồi vô á, ngồi vô cái miếng dừa này nè, nó ẩn ra ngoài, nó không có như ý của mình á. Trạm xe lửa đón người đi ra trung tâm quận nhất nè. Cái chuyến này á là đi ra trung tâm quận nhất, còn cái mé bên kia là đi ra ngoại ô, còn cái này là đi vô thành phố nè. Cái chiếc này là đi ra thành phố nè.
ngồi nó bị lắc lư cho nên người ta mới dục bỏ. Trời đổ mưa. Mình đang nghiên cứu, mình lắc qua lắc tới coi có đáng có lụm không. Mới bấm vô trên mạng á, ở trên Amazon nó bán 100 thuế má cước phí rồi luôn á, đóng thuế rồi luôn á, vận chuyển tới nhà luôn, 140 đô ghế đó. Mà cái đống gác này nè, lúc nào cũng vậy đó. Mỗi lần mình thả khách là mình đảo tới đây, mình địa là gác ngon không à.